Vâng, trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn truyền hình Tấn. Thưa ông, là ngày hôm nay thì Thủ tướng chính thức ký ban hành cái nghị định số 10 thay thế nghị định số 86 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cái điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Vậy thì thưa ông, là cái nghị định số 10 này có cái điểm gì mới? Là cái thứ nhất ấy, là tại nghị định này đã đưa ra một cái khái niệm rõ hơn về kinh doanh vận tải trong cái bối cảnh hiện nay là chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động vận tải, giữa đâu là đơn vị kinh doanh vận tải và đâu là đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ hoạt động vận tải. Cái phần điểm mới thứ hai đấy là cái việc mà chúng ta tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cái doanh nghiệp vận tải taxi bằng cái cách là chúng ta giảm rất là nhiều các cái điều kiện. Chúng tôi tính ra phải đến 10 điều kiện. Đấy, và một trong những điều kiện đó ấy, tức là xe taxi thì không bắt buộc phải có gắn hộp đèn ở trên nóc, nhưng mà coi đó là một cái quyền của xe taxi gắn cái hộp đèn ở trên nóc hoặc là thay bằng cái việc dán cái chữ xe taxi. Cái thứ ba ấy, đó là cái việc mà chúng ta đưa ra các cái quy định chặt chẽ hơn để quản lý cái xe dù bến cóc. Đấy. Một cái điểm mới nữa đó là cái quy định về cái việc lắp camera đối với các cái xe vận tải hành khách trên 9 chỗ ngồi, xe container, xe đầu kéo bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Vâng, có ý kiến cho rằng là cái nghị định số 86 ban hành năm 2014 thì vẫn chưa tạo được cái sự công bằng giữa taxi truyền thống và cái loại hình xe công nghệ. Vậy thì nghị định số 10 lần này đã cởi trói được những cái vấn đề này hay chưa thưa ông? Các đơn vị kinh doanh vận tải thì hoàn toàn có quyền được tự lựa chọn loại hình nào phù hợp. Ví dụ như là họ thấy taxi phù hợp hơn thì họ lựa chọn taxi, còn họ thấy là hợp đồng phù hợp hơn thì họ lựa chọn hợp đồng. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai ấy, là thông qua cái rà soát thì chúng tôi cắt giảm đến 10 điều kiện của cái xe taxi truyền thống trước đây. Và thay vào đó ấy, thì chúng ta lại cũng đưa ra các cái điều kiện nó chặt chẽ để quản lý các cái xe hợp đồng. Đấy. Thế và chính vì vậy cho nên là có thể nói rằng là các cái điều kiện kinh doanh hiện nay thì là khá là tương đồng giữa các loại vận tải và đã cởi trói được các cái điều kiện kinh doanh mà không còn phù hợp đối với xe taxi. Vâng, một vấn đề nữa cũng rất được nhiều cái ý kiến quan tâm cho rằng là cái nghị định số 10 này quy định về cái hộ kinh doanh cá thể được phép kinh doanh vận tải. Điều này thì dẫn đến là loạn thị trường, gây khó cho kiểm soát của các cơ quan chức năng. Vậy thì là một đơn vị quản lý lĩnh vực vận tải của Bộ Giao thông Vận tải, ông có ý kiến như nào về vấn đề này? Hộ kinh doanh ấy, khi mà tham gia vào kinh doanh xe hợp đồng và đặc biệt là hợp đồng điện tử thì chúng ta cái thứ nhất ấy, là thông qua ngay chính cái phần mềm kết nối đấy để chúng ta quản lý chặt chẽ hơn các cái đơn vị kinh doanh là hộ kinh doanh. Cái thứ hai nữa ấy, là việc sử dụng hợp đồng điện tử thì phải được truyền về cho cơ quan thuế. Và cái điểm thứ ba nữa ấy, là các cái thiết bị giám sát hành trình ấy, thì trong thời gian tới là chúng tôi sẽ kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước với nhau, ở đây là có Bộ Giao thông, Bộ Công an và Bộ Tài chính để quản lý chặt chẽ hơn. Đương nhiên là bằng những cái biện pháp quản lý đưa ra trong Nghị định 10 thì tất cả các loại hình vận tải sẽ được quản lý chặt chẽ hơn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn.